Bây giờ thì hai bố con mình đang ở showroom của Porsche để mà lấy hợp đồng. Ngày kia thì bọn mình sẽ chuyển vào Sài Gòn và chắc là các bạn sẽ xem được cái đoạn này từ rất lâu rồi. Từ phải cách đây hơn nửa năm trước khi ở trong cái vlog mà bọn mình chuyển nhà rồi. Đó, hôm nay thì mình chỉ qua mình lấy hợp đồng thôi là xong. Đi theo bố đến để ăn sô-cô-la à? Đi theo bố đến để ăn sô-cô-la. Này, bây giờ còn cầm một đống mang về này. Này, này, này. Và đây là bạn Đức, là chuyên viên à? Chuyên viên kinh doanh mà. Chuyên viên kinh doanh của Porsche. Đức có một kênh YouTube riêng, đây mình sẽ post bên này cho mọi người xem nhá. Hôm nay thì mình đến đây lấy hợp đồng này thì chắc là phải tháng 3 nhỉ? Phải tháng 3 năm sau anh em mình mới gặp lại nhau ấy nhỉ? Em sẽ cố gắng hết sức để xe nhà mình về sớm, hy vọng là trước Tết. Ok, hy vọng là trước Tết. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tháng 2 năm 2021 mọi người nhá. Yeah, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10. Và chính xác là cách đây 2 hôm là đúng vào ngày Trung Thu thì mình nhận được tin của Đức đã báo cho vợ chồng mình là xe của vợ chồng mình đã hoàn thành và đã vừa lên tàu để về Việt Nam. Khoảng tầm 3 đến 4 tháng nữa thôi là vợ chồng mình sẽ nhận được xe rồi. Rất là vui và rõ ràng là trong quá trình là xe đi về Việt Nam này còn phải kiểm định, còn phải nhập khẩu những cái thứ nữa, rất là nhiều khâu nữa. Đây là tin nhắn mình nhắn với Đức này. Tin vui nhất ngày hôm nay là xe Ken Coupe của nhà Cam Cam chính thức lên tàu về Việt Nam. Đó, mình rất là vui và 99% là sẽ giao xe được trước Tết. Yes! Có lẽ từ ngày hôm nay đến ngày mà mình ra làm giấy tờ các thứ nó sẽ phải tầm 3 tháng nữa. Cho nên là các bạn sẽ xem tiếp cái scene đằng sau cái đoạn này là 3 tháng sau nhá. Tạm biệt mọi người. Hai, hôm nay là một ngày mà bọn mình rất là mong chờ. Mình sẽ đi bốc biển xe ô tô mới. Tại vì là mình vẫn là hộ khẩu ở ngoài Hà Nội cho nên là mình phải đi ra ngoài Hà Nội để bốc biển, sau đó thì mình sẽ nhận xe ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước mặt là ô quan trường. Hà Nội mùa đông đẹp nhỉ. Ừ. Chúng mình vừa mới bốc biển xong thì bọn mình đã bốc được một con số mà theo như bọn mình nghĩ và mọi người nói thì khá là đẹp. Số đang là 86, có nghĩa là phát lộc đã là một cái đầu rất là đẹp rồi. Thì nó đang là 861 hoặc là 860 thì bọn mình được là 860 và của mình là 86007. Có nghĩa là phát lộc không mất à. Mọi người ở đấy thì đều bảo là cái đầu 86 này, nhưng mà nếu mà đi cùng với cả 00 mà ví dụ 86006 thì sẽ là phát lộc 00 lộc, hoặc là 86002 thì sẽ lại là phát lộc 00 mãi. Đó thì số 7 này đi với các cụm này thì lại rất là đẹp luôn. Mình thì đang khá là ưng nhưng mà bố Kiên thì có vẻ đang hơi lo con số 7. Khá là lăn tăn tại vì là mình lại là một người không thích số 7. Nhưng mà đấy, nhưng mẹ heo có nói là còn nó còn phụ thuộc vào những cái số đứng trước của nó là số gì nữa. Không, mà mình ấn được cái số đấy, anh công an ở đây cũng đã bảo là số đấy rất đẹp. Hy vọng rằng là con số này sẽ mang lại may mắn cho tụi mình. Xin dịch cho cả nhà nhé. Cái biển này có nghĩa là lộc phát không không mất. Có cái nhà nào mà nhi tì hưu thế này hả chị? Ok, tôi tin hai người. Hôm tới thì ngày 19 thì Đức sẽ vào trong thành phố Hồ Chí Minh và giao xe cho bọn mình ở showroom của Porsche tại quận 7. Đấy, hai hôm sau thì Đức sẽ cưới. Đấy, các bạn thấy sự nhiệt tình không? Hai hôm sau, 21 mới cưới. Đấy. Một mơ ước nữa của mẹ heo. Một mơ ước mà năm nay mình sẽ cái gì đấy? Chào mọi người, hôm nay là sau 3 ngày mình bốc biển. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại chỗ mình bốc biển đó để mình đi lấy đăng ký. Thì mọi người ơi, mình đã lấy được đăng ký rồi. Cái đăng ký bây giờ nó là màu vàng chứ nó không phải là màu xanh nữa. Ui dồi ôi, đầu tóc kìa. Vừa ngủ dậy đang ngồi chơi Lego à? Cam biết hôm nay mình đi đâu không? Đi xe thờ thờ. Cái đi đâu, đi đâu, đi đâu? Nói lại. Đi đâu bố không nghe rõ. Đi xe thờ thờ thờ. Đi xe thờ là cái gì? Thôi con đi vào đánh răng đi. Nghe bé. Bố ơi. Dạ.
Như vậy là sau 7 tháng, yeah, cuối cùng ngày hôm nay thì là cái ngày mà vợ chồng mình rất là mong chờ, là bọn mình chuẩn bị một tí nữa thôi bọn mình sẽ đi nhận xe. Các bạn có hiểu cái cảm giác không, là mình đã đặt cái xe được hơn nửa năm ấy. Bình thường ấy, như những xe trước là bọn mình mua là chỉ cần cầm tiền ra là có sẵn, là mình lấy được ngay. Nhưng mà cái xe này chờ 7 tháng rồi. Porsche họ có một cái hay nữa là mình sẽ tự build một cái xe theo những cái option mà mình mong muốn, cá nhân hóa cái xe đó. Cho nên là thật sự là bọn mình rất rất là mong chờ luôn. Chưa bao giờ bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ thực hiện được điều này. Từ ngày xưa khi mà bọn mình kiểu còn đi xe máy, bọn mình kiểu đã nghĩ là cũng rất là mong có một ngày nào đó mình có thể thích làm được cái điều mà mình thích. Bởi vì ngoài cái việc là về giá trị của chiếc xe đi thì thương hiệu họ cũng là một cái thương hiệu mà bọn mình kiểu hai vợ chồng lúc nào xem xe thì cũng chỉ xem xe kiểu xem Porsche thôi, xem Porsche thôi, và rất là thích. Mình cũng hy vọng là mọi người xem clip này thì mọi người cũng sẽ hiểu được, nên là ngày hôm nay bọn mình mới quay lại cái clip này để mà chia sẻ với mọi người, cũng như là đánh dấu một cái cột mốc mà bọn mình đã làm được cái điều mà bọn mình đã cùng nhau mơ ước và cùng nhau thực hiện được. Đấy là bọn mình không có định quay. Và bản thân cái ngày đầu tiên mà bọn mình đi đặt xe ấy, đặt xe nhá mọi người nhá, là cái ngày đấy là bọn mình không hề có chú ý. Đơn giản là hôm đấy kiểu như là bọn mình rảnh rảnh, thế là mình rủ mẹ em là hay là sang showroom của Porsche để xem đi. Và đầu tiên là bọn mình chỉ định mua Macan thôi. Macan thì là một dòng xe cũng già là SUV, nhưng mà bên trong cái thể tích nhỏ hơn rất là nhiều. Khi mà ngồi lên Macan thì bọn mình thấy nó rất là bé, cái khoang ở bên trong nó không khác gì chiếc C300 mà bọn mình hay đi. Cho nên là bọn mình quyết định là thử lên Cayenne. Tại vì thật ra nói gì nói nhá, cái giá tiền của hai cái nó chênh lệch nhau cũng tương đối. Khi mà bọn mình nghĩ là nhà đông người hơn, cam lớn hơn rồi, thì bọn mình với cả là bọn mình cũng có dành thời gian để mà kiểu cả gia đình đi phượt với nhau ấy, nên là bọn mình đã quyết định là bọn mình sẽ đổi ra một cái dòng xe lớn hơn. Mình thì mình cũng chỉ biết rất là sơ sơ về xe cộ thôi, chứ còn bố Kiên thì đã gọi là sao nhở, ấp trứng là người ấp trứng. Bởi vì mọi người biết đấy, cái xe này nó rất là khác cái xe bình thường, nó không phải là một cái xe mà xe nào cũng giống như xe nào. Mình phải chọn ở bên trong nó các option nó ra sao, có cái gì để nó phù hợp, nó cá nhân hóa, nó phù hợp với các cái chủ xe, xong rồi lại còn phải thai nghén nó đến 7 tháng mới về, mà năm vừa rồi lại là một cái năm dịch giã nữa, ở bên xưởng sản xuất thì rất là khó để mà sản xuất ra được số lượng lớn. Và mọi người biết đấy, riêng Porsche nhá, là họ không có nhà máy ở bất kỳ một đất nước nào ngoài Đức. Họ chỉ có đúng một cái xưởng Porsche ở bên Đức, và xe của toàn thế giới lắp đặt từ cái xưởng đó, và sau đó sẽ đi phân phối toàn thế giới, chứ không có lắp ráp Việt Nam hay là không có xưởng nhà máy của bên thứ ba hay cái nào cả. Đó. Nên là tính thời điểm mà khi mà mình đặt một cái là xong rồi, mình sẽ phải nghe ngóng là kiểu như là đơn đặt hàng của mình nó đã đi từ Việt Nam đi chưa, rồi là đã đến xưởng chưa, rồi đã làm chưa, rồi bắt đầu lên cảng về nhá. Nói chung đấy là một cái cảm giác mà bọn mình thấy là nó rất là khác so với cả hai lần mua xe trước. Cảm giác như là kiểu chờ đợi đấy. Và đến ngày hôm nay thì chiếc xe của mình đã về đến Việt Nam, và rất là may đấy là nó đã vào dịp trước Tết. Ở showroom thì Đức cũng đã chờ bọn mình ở showroom rồi, và bọn mình sẽ quay lại những hình ảnh đẹp nhất tại showroom để cho mọi người xem nhé. Ok, let's go.
Tại vì là Đức đã tư vấn cho bọn mình một chiếc xe đúng như bọn mình mơ ước. Ngoài ra thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn Đức, tại vì các bạn biết không, là hai hôm nữa, hôm nay là ngày 19, ngày 21 Đức sẽ cưới, sẽ làm đám cưới ngoài Hà Nội, nhưng mà vẫn bay về trong thành phố Hồ Chí Minh giao xe cho bọn mình. Bay thì rất là sớm, từ lúc 5-6 giờ sáng cơ. Cảm ơn Đức đã support cho anh chị rất là nhiều. Vâng. Dạ vâng, thì cũng rất là mong là có dịp gần nhất thì em sẽ tiếp tục được trao những bó hoa và giao xe cho anh chị. Ok, hy vọng rằng là trong năm nay anh em mình sẽ gặp lại nhau. Chúc mừng anh chị. Cảm ơn em. Rất là xứng đáng luôn. Mọi người biết không, là cảm giác lái ở trên một chiếc xe mới nó rất là tuyệt vời, và chắc là ở những video sắp tới thì mình sẽ review cho các bạn kỹ hơn về chiếc xe mà mình đang đi. Bọn mình rất là vui, và bây giờ thì bọn mình sẽ phải tận hưởng cái cảm giác lái, tận hưởng cái không gian xe mới, tận hưởng tất cả mọi thứ. Chiếc xe này có một cái cửa sổ trời rất là tuyệt vời ở trên này, nếu mà mọi người nhìn thấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này của người cùng với bọn chúng mình nhé. Và bye bye mọi người.